844 844 776 kết nối này, xong vào trình duyệt này. Tp link modem.net nó yêu cầu là tải app này. Trong web mình vào web tạo mật khẩu này. Chọn múi giờ thì ở Việt Nam mình chọn ngách đi. Đây là đặt mật khẩu này. Cái này ngách đi. Đây, tên cái này là mật khẩu này. Tên này. Tên thì khách hàng gửi cho mình ở đây thì là Sông Hồng. Chữ H này. Ok. Next này. Đánh dấu V vào đây này. Next này. Ok, đổi xong rồi nó sẽ ao luôn, nó sẽ ra một khẩu Sông Hồng. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok, xong. Xin ghi được rồi không? Vâng ạ. Rồi, ta khởi động lại thiết bị luôn.